Mến chào tất cả các chú anh chị đã đến với kênh Nhàn Cục TV nha. Thì cả nhà ơi, đây cũng luôn đồng hành cùng Nhàn là trong những cái chuyến thiện nguyện như thế này á, thì có anh Thanh Hồng đi cùng. Thì anh Thanh Hồng chào khán giả nha. Chào khán giả của hai kênh Thanh Hồng và Nhàn. Chào khán giả của Thanh Hồng nha. Thì hôm nay buổi sáng sớm hôm nay thì Nhàn có nhận được thông tin là ông cụ 84 tuổi ở dưới Khánh Bình, huyện Trần Thời, tỉnh Cà Mau, thì Nhàn cùng anh Thanh Hồng có chạy xuống. Thì trước Nhàn sẽ cùng Thanh Hồng xuống chạy xuống để chia sẻ hoàn cảnh gia đình trước của chú anh chị, và kế tiếp á thì chú Phước Thiện sẽ chở một xe là áo quan, rau củ quả, rồi đồ tản liệm sẽ đi xuống sau. Thì thường những tất cả những hoàn cảnh đó là Nhàn đều chạy xuống trước, chú Phước Thiện sẽ điện cho Nhàn và anh Thanh Hồng thì chạy xuống thì để hỗ trợ hoàn cảnh trước của chú anh chị. Anh Thanh Hồng thấy như thời gian qua là anh em mình cứ đi suốt những hành trình như vậy đó, anh cũng có cái cảm nghĩ gì không về giúp đỡ cho những hoàn cảnh? Thấy đi những cái hoàn cảnh giúp đỡ được cho người ta mình rất là vui luôn. Trong vùng sâu xa có cảnh còn rất là khó khăn lắm. Đúng rồi, anh thấy rõ ràng không, Cà Mau mình nó còn rất là nhiều và những cái huyện vùng sâu vùng xa của chú chị, những hoàn cảnh thật sự là thương tâm. Nó thật ra một điều á, thì đối với Nhàn, Thanh Hồng và chú Phước Thiện cũng là những cái cầu nối của cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đến để hỗ trợ phát tâm giúp cho gia đình. Thì một miếng khi đói bằng một gói khi no, giúp được cái gì trong hoàn cảnh thì giúp cô chú anh chị ơi. Chứ bây giờ nếu mà để lo hết thì cả 90 triệu dân Việt Nam mình thì nói nghèo thì biết bao nhiêu mà để nói được, nhưng mà hỗ trợ những hoàn cảnh ngặt trước, còn những hoàn cảnh nghèo sau này anh em mình có những cái quỹ có thể hỗ trợ được cho những hoàn cảnh đó. Thì bây giờ chắc có lẽ là Nhàn sẽ mời cô chú anh chị vào trong để Nhàn chia sẻ hình ảnh của ông cụ nha. Nhưng mà chỉ chia sẻ được một tí xíu thôi chứ không có quay dài được cô chú anh chị, tại vì khi trên video á mà quay sát chết nhiều quá thì sẽ bị dàn tiền và không thể nào bắt kiếm tiền được và bánh bị vi phạm của YouTube, nên cũng mong cô chú anh chị thông cảm giùm nhé. Dạ thì đây cô chú anh chị ơi, Nhàn vào đây cũng chia sẻ một tí xíu nha, tại vì cả nhà thông cảm nha. Tại vì chưa có liệm nên chưa có đốt nhang được, Nhàn cứ chia sẻ thôi tí xíu thôi. Thì đây là căn nhà của ông bà đang ở đây, nghe đâu là ông bà đang ở với một người con trai và người con dâu. Thì để tí xíu nữa tôi chia sẻ, nói chung là trước thì nhà đến nhà chia sẻ cùng gia đình sự mất mát của gia đình, sau thì nhà chia sẻ có thể hỗ trợ gì giúp cho hoàn cảnh gia đình thì hỗ trợ cho chú anh chị. Đây là ảnh quan nha, hình ảnh của ông nè của chú anh chị. Thì Thanh Hồng chỉ quay sơ qua mà cái quay gỗ quá, YouTube không có cho phép của chú anh chị. Chú là con của ông hay sao chú? Con. Dạ thì chắc có lẽ là mình hỏi ha, nhờ ông chú một tí xíu nha. Nghe đâu á cô chú anh chị, trong đây á là bà đã nằm mất rồi, còn ông còn bệnh. Ủa ông đã mất rồi, bà còn bệnh rất nặng nha, xin lỗi cả nhà. Đi vô trong con chia sẻ bà luôn á. Trời ơi, ông mất rồi bà, tôi cũng muốn ra đây luôn chờ. Cô là người nhà hết sao cô? Cô là chú, con gái trong đây là dâu của bà Chu nè. Là vợ của chú. Vợ của thằng Hải. Cô. Nhà thì không có đất cát gì trên. Bà đã bao nhiêu tuổi rồi? Cây ruộng heo là cát bụi năm. Bà 80 ông 80 ông 84. Bà biết con không? Không biết hả? Bà nghe con nói không? Nghe hả? Bà sức khỏe bà làm sao rồi? Nhưng mà nghe con nói với bà như thế này nè, con đến đây con biết cho ông để cho ông được được nói chung là hậu sự là con lo cố gắng hỗ trợ gia đình, nhưng mà bà phải nén đau thương lại tại vì sức khỏe của bà đang rất là nhiều. Cô chú chị bà cũng 80 tuổi mà khóc, bà phải cố gắng thật sự bà, tại vì bà là động lực của những người con như thế này, cố gắng bà ơi, không sao đâu. Nói chung là thì cô chú anh chị nhìn cảnh này thì hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, bây giờ ông nằm mắt chỗ này, bà thì bệnh chỗ này nữa, không có rời xa được giờ nào luôn hai bà. Ông là tính bà mất trước ông luôn á. Không cô, là có nghĩa lúc đó là cho con hỏi ha, là bà là bệnh trước ông. Bệnh một lượt mà tính bà hai người trước mà bà ấy. Nhưng mà ông là mất ở nhà hay là bệnh viện mà? Mất ở tại nhà. Tại nhà luôn hả? Không đi bệnh viện rồi phải trở về. Nói chung là nó thật với tất cả cô chú anh chị luôn. Thì Nhàn cũng đi làm, con cũng làm cầu nối để con chia sẻ những hoàn cảnh mà hầu như là những hoàn cảnh thì ông mất trước và mất sau này nọ. Nhưng mà vô hoàn cảnh thì thấy ông đã mất như thế này mà bà lại là đang nằm, nó thật bà cũng biết hết cô chú anh chị nha. Bà vẫn còn biết hết vấn đau buồn. Mấy chục năm đã sống chung với nhau rồi. Sống rồi được một nhà. Đi bệnh viện, đi lần ba má, hai người. Dạ, cô như thế này nè, cô là xui hả con? Xui hả? Thì theo con nãy con có hỏi chú kia thì
hoàn cảnh ông bà cũng rất là khó khăn. Thì nhưng mà bây giờ con chỉ đến đây là cầu nối chia buồn gia đình, và con cũng mong rằng các cô chú á, tất cả mọi người phải nén đau thương lại. Cái đó là cái đó là tại vì bà bây giờ là còn bà, mọi người đừng để cho bà buồn nữa. Mọi người càng buồn á thì sẽ làm cho bà càng buồn thêm. Cái đó là con nói thật. Tại vì thì mình phải cố gắng giữ bình tĩnh lại lo cho ông. Còn ông đã mất thì mình trách nhiệm mình lo cho ông rồi. Còn lại bà như thế này mình bây giờ đừng bao giờ để cho bà buồn nữa. Mọi người cố gắng nén lại giùm. Cái đó là cái lời góp ý của con thôi nha. Đó. Cho nó thật thì nhà có người mất thì không ai mà giữ được cảm xúc đâu. Ngay cả tụi con ở ngoài đây, tụi con vô tụi con cũng cảm xúc rất là nhiều. Nhưng mà cố gắng đừng để cho bà buồn, tại vì bà bây giờ chỉ cần buồn xúc động tí xíu nó sẽ nhiều ảnh hưởng hệ lụy lắm. Nè con nói ha, con đến đây con hỗ trợ cho ông, rồi con sẽ hỗ trợ cho bà thuốc men uống nha. Bà an tâm đi, có tụi con tới là tụi con sẽ giúp cho bà nha, bình tĩnh. Tại vì bà bây giờ là cái nguồn động lực cho tất cả những người con cháu. Cố gắng nha bà nha. Dạ dạ cảm ơn bà, nói chuyện không được cô chú chị nhưng mà cái miệng mà lại không nói được. Không sao đâu, có tụi con đây, bà cố gắng bình tĩnh nha. Dạ bà nghỉ ngơi đi. Thì cô chú anh chị Thích Kiên là vợ chồng sống với nhau mấy chục năm chứ không phải một ngày một bữa đâu. Đúng rồi. Nên là khi mà hai vợ chồng già này là không gắn bó giữ trời lắm, không có rời khỏi giờ nào ngày nào luôn á. Dạ. Đi hai người. Dạ dạ. Dạ cô chú anh chị thì hôm nay thì Nhàn cũng đã đến chia sẻ hoàn cảnh gia đình rồi, thì có một hoàn cảnh đặc biệt đó là bà. Thì chắc lẽ nhà cũng hỏi thăm tí xíu cô, cho con hỏi là hồi sáng giờ là cô là người nghe điện thoại của con đúng không? Dạ. Rồi. Dạ. Cô là sao với ông bà? À, dâu thứ ba. Dâu thứ ba. Nhà cặp bên đây nè, mà ông xã mất năm nay 18 năm rồi. 18 năm mất rồi. À. Mà cô là có nghĩa là cô có tái giá không hay là vẫn ở vậy? Dạ chưa gì hết, vẫn còn ở. 18 năm vẫn ở vậy? Dạ. Và cô cũng gần đây cũng qua lo cho ông bà phụ hả? Cặp đây. Dạ, thì trước thì con sẽ chia buồn cùng cô. Còn đây là dâu. Dâu thứ tư đây thì là vợ của chú Thắng hồi nãy ha. Đây là hai người con dâu, người chú chị là nhà của hai anh em trai thôi. Dạ. Mất người con. Mất chồng cô đó, hồi nãy chú Thắng có nói mất người anh đó. Thì trước thì con chia buồn cùng hai cô. Sau nữa thì cho con chia sẻ tí ha. Là tình trạng sức khỏe của bà hiện tại bệnh viện nói sao cô? Bệnh viện nói giờ má thì bệnh nhiều, má giờ tiểu đường, rồi tim. Dạ. Việc mạch nó gì? Mạch. Thiếu mong. Trời ơi trời. Đủ thứ. Hồi nãy chú Thắng ở ngoài không kể mà không gõ, không chỉ kể được hai ba bệnh các thôi. Các bệnh hết. Thì là cô là thím đi nuôi. Thì cho con hỏi cái ha, là bây giờ là bác sĩ cho về hay là mình không có tiền điều trị mình về? Bác sĩ cho về. Kiểu như giờ má điều trị tới đâu thì hay tới đó thôi, tại vì má bây giờ nó đã nhiều rồi. Má bị hạ. Dạ bây giờ là hiện tại bà về là có thuốc uống gì hay không, có thuốc gì điều trị mà cái đơn thuốc của đó mình còn không? Dạ tại vì bây giờ không, thím cứ ngồi đi, là có nghĩa là bệnh viện họ sẽ cho 7 ngày nhưng mà về mình sẽ mua thêm, thì gia đình mình có thể có điều kiện để có thể mua thuốc cho bà để uống điều điều được không? Thì thuốc đó uống hàng ngày thì cũng không có nhiều tiền. Dạ. Nó vậy đó. Thuốc uống hàng ngày không có nhiều. Là đó lo được. Dạ. Còn má thì tại vì cái cơ thể của má đó, dạ. Nó đã quá nhiều. Quá nhiều bệnh rồi. Nó quá nhiều rồi. Nó không thể, thì bác sĩ cũng nói thì ngày nào hay ngày đó. Thôi. Nói chung là như thế này cô chú anh chị. Chứ uống thuốc thì để cầm kha vậy. Thì trước mắt thì ông cũng mất rồi, bà thì cũng nãy con chia sẻ thì bà cũng rất là buồn. Thì con cũng đến đây để cũng là cầu nối của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Nếu sau video hôm nay thì cũng mong tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thể hướng tới gia đình, giúp đỡ cho gia đình được một cái điều kiện gì có thể điều trị cho bà được thế nào thì mong cái đó. Cho nó thật thì tuổi già này thì ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nói chung cũng không thể nào như cây sắp lìa cành gì đó, nên mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần. Dạ. Tại vì ba má thì già yếu, còn em út thì nó cũng khổ. Dạ. Như thằng này thì có con mà điều nó tư duyên, nó tư duyên sống mình nên à, không có lo được phụ gì cho em trơn á, nên mới thôi để gọi cộng đồng mạng gọi bà con cứu tiếp. Dạ. Cô ơi, cái nhà này là nhà nước cho bao lâu rồi cô? Cho năm sau này là 2008.
2008 hả? Lâu dữ rồi. Thì năm nay là 16 năm rồi. À, lâu. Chi là nhà thật không thấy căn nhà là nó cũng mục chắc thôi. Dọt hết trơn, mới đi mua cao su về đặng đậy sợ mưa bắt tử ướt ba. À, hồi kia nãy con thấy trên kia là thấy chú ông này ngồi căng cao su. Căng cao su sợ mưa dọt như nhà như ngoài sân sợ hồ mưa bắt tử ướt ba trời. Thì cho con hỏi là mình còn đất để có thể chôn ông bà không? Dạ không có, tại vì ở bên nhà bển á là bên này bên nhà thím ha. À, là chôn ông chồng rồi còn cũng phải vài thước. Dạ. Vì nên ba má không có. Nên bây giờ để là cho ba má là có nghĩa là ba má ruột của cô. Ba má này bà ông và chồng bà chồng. Không, à ý con hỏi là có nghĩa là đất bên đó là để cô để sẵn. Chồng nằm rồi. Dạ. Nên ba má này khổ quá. Dạ. Nên bây giờ không có đất, bây giờ nên đem về bển cho ba má nằm. Mà đất đó là của cô chú tự làm tự mua luôn hả? Tự mua, vợ chồng này tự mua. Nói chung thật sự cô chú anh chị, một cái tấm lòng như thế này á thì rất là tuyệt vời, một người con dâu chồng đã mất 18 năm vẫn ở vậy và gần gũi lo cho bà vợ chồng với mẹ chồng, kèm theo đó nữa là cô sẵn sàng để đắc lại cho ba mẹ chồng luôn. Dạ. Thì con chân thành cảm ơn cô rất là nhiều, những tấm lòng rất là quý của cô chân thành. Dạ. Tại vì mình có hiếu đi thì con cái mình sau này sẽ có hiếu lại. Dạ. Nên nên là con nói thật luôn, con thì nhỏ tuổi thiệt nhưng mà con đi đâu con gặp những cái người mà hiếu thảo, không biết dâu rể hay không biết, thì con rất là trân trọng, rất là quý. Đó, thì con chúc sức khỏe của cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, để con nói chuyện với bà một tí nha. Bà bây giờ bà nghe con nói ha, đó bà phải nén cảm xúc lại đừng có khó khóc nữa nha. Không khóc mà hứa rồi với con đúng không, thì mới mốt con tới con thăm để vô. Dạ. Mấy em vô quay đang lo cho ba. Dạ. Ba yên nghỉ rằng. Dạ. Để má vào đây rồi té đau té bệnh lo cho má, không dạ. Lo được cho ba. Bà cứ thật sự bình tĩnh nha. Ừ, tội nghiệp lắm rồi chú, tội nghiệp lắm rồi chú. Hứa rồi mà không khóc. Nhìn mà cũng đẹp vậy. Dạ. Mà suốt đêm hôm má ba vậy má không ngủ miếng nào hết, má cũng nằm chồng chọc má thức. Thì con nói với cô cũng không có trách được, tại vì bà với ông đã sống với nhau ít nhiều cũng phải 60 năm rồi. Hôm đó giờ là bà ông cái giường, bà cái giường, hai cái giường kế bên luôn hả? Thì đó kề cận hai giường là tích luôn. Trời, đâu có nói thật được với đâu, cô chú anh chị luôn, cỡ tuổi như con hoặc là những ấy không thể nào mà có tình yêu thương vợ chồng được như vậy. Hai cái giường khích luôn. Rồi có nắm tay không, hai bà buổi lén lén nắm tay nhau không trời? Không hả? Hồi đó ai biết giờ, được lén nắm tay ông mà ai biết được đâu. Đó giờ về đây ở làm dâu là năm nay là 35-36 năm, ba má chưa ngủ yên. À quá tuyệt vời luôn. Nó như vậy. Thì có cái câu hồi xưa giờ ông bà người ta nói con cá làm nên con mắm, vợ chồng già thương lắm bà ơi, đúng không? Cố gắng nha bà, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ thì con cũng chân thành cảm ơn cô, cảm ơn hai cô rất nhiều, cảm ơn bà nha. Dạ cứ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ tới lui thăm bà. Dạ dạ. Ở đây cũng cảm ơn mấy em. Dạ. Dạ dạ. Số điện là số điện của nào? Hồi nãy là số hồi nãy con gọi là số của con, Zalo cũng của con. Dạ, ví dụ như ở địa phương mình có những hoàn cảnh nào khó khăn hay như thế nào á, cô là người biết thì cô có thể đại diện cô gọi cho tôi cho con. Bên con hỗ trợ mổ mắt miễn phí, rồi hỗ trợ cho người bệnh ung thư, có một cái quỹ để đi điều trị. Đó, và hỗ trợ rau củ quả hàng gương này đó thì con với chú Phước Thiện là kết hợp nhau làm. Thì có gì ví dụ như cô biết thì cô giúp giùm để mình tạo một cái phước nữa cô. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ha cô. Dạ dạ. Dạ cô chú anh chị, hồi nãy giờ thì Nhàn đã đến hoàn cảnh gia đình, Nhàn đã chia sẻ là ông đang mắc, cô chú anh chị, ông 80 mấy tuổi chú? 54. Cho con hỏi chú là tên gì á? Trần Thắng. Chú Thắng năm nay nhiêu tuổi chú Thắng? 53. Chú 53. 53 mình cũng trẻ. Thì cho con hỏi là ông hôm qua ông mắc là lúc mấy giờ chú? Mắc 2:45 mà đêm thôi. Dạ. Rồi ông ấy là trước lúc mắc là biết ông đang bệnh viện chú? Đi làm viện ông già bệnh cũng lâu rồi, ông bệnh phổi viêm phổi cộng đồng, tắc nghẽn gì phổi mình bác sĩ nói mình không rõ. Trời, tắc nghẽn mãn tính. Trời, mãn tính với lại là ông bị viêm đường trực tuyến. Quá nguy hiểm. Bác sĩ nó kêu thì trở về chú trai là mình thăm những người không biết là đằng phổi. Con cái bệnh đó con đang bị thế nè, mà con sức đề kháng con đang bị phổi, mà con mới 39 tuổi mà sức đề kháng không còn này, con chịu không nổi nữa, đúng không chị? Không cho con hỏi các chú là thời gian mà trở về nhà là từ lúc mà bệnh viện trở ông về nhà là bao lâu chứ? Bữa nay nó 10 ngày. Là từ lúc bệnh viện kêu về là 10 ngày.
là hôm qua là có nghĩa thường là ông ngủ gì đó một mình là ông mắc, lúc ông mắc là mình hay không chú? Thức suốt 10 ngày đêm nay luôn mà. Thức suốt 10 ngày luôn, 10 đêm luôn. Là túc trực bên ông ha. Nhưng mà trước đó là ông có cái biểu hiện, có nghĩa là trước lúc mắc là có như đêm hôm á, ông có biểu hiện là mệt hay là nhiều gì không? Ông nói là đúng rồi, lúc đó là ông nó mệt rồi từ từ kêu kêu từ từ nghĩ gì. Là ông đi xuống im xuôi luôn. Không có nói là giấc mê, giấc mê. Giấc mê. Thì chàng dịch khỏi rồi mê mang còn mình cái sức lực mới nói chuyện. Thì cô chú anh chị, đây ông cũng đã mắc, nhà cũng đã chia sẻ thực tế. Nhưng còn một cái này nữa cô chú anh chị. Ông 84 tuổi ông mắc, bà 80 tuổi, bà vẫn còn đang nằm. Nói thật cô chú anh chị, để chia sẻ luôn là bà là cũng nằm viện với ông hay sao chú? Hồi đó giờ bây giờ đi bệnh là hai người bệnh được. Trời. Có vụ mà bệnh cặp mà không? Được luôn. Là có nghĩa là lúc nào ông bà bệnh là bệnh cũng một cặp chung luôn. Đúng rồi. À, thì lúc đó là bà với ông về còn chú xác không? Xin lỗi cô chú anh chị nghe, có một chiếc xe chắc có lẽ là vài bữa công an bắt thôi chứ không sao lâu đâu. Dạ xin lỗi chị, có nghĩa hết tốt hết số. Thì nói chung vui tí cả nhà. Thì trở lại chuyện cái vấn đề đó là lúc ông về là bà về chung luôn. Về chung luôn mà lúc về là bà nặng hơn. Bà lại nặng hơn không? Trời. Mà ngược lại là ông là cái người mắc trước. Dạ. Hồi nãy á, nhà có vô cô chú anh chị này chia sẻ thì nó thật là bà nghe hết. Đúng không? Đúng rồi, nghe chia sẻ. Nói chuyện mà bà bắt tay nữa mà. Dạ, nhưng mà bà không nói chuyện được, chỉ nhìn cái miệng, cái khẩu hình miệng của bà thôi. Thì chú ơi cho con hỏi là bà đang bị bệnh gì chú? À, bà bị tiểu đường. Dạ, một, bị huyết áp, hai, tim, ba, không nhớ hả? Nhưng mà biết là có nghĩa là bà cũng có 5-6 chứng bệnh đúng không? Dạ, thì hồi nãy con có vô, con có chia sẻ với bà thì con nói thật với chú luôn, con nhìn thấy bà khóc. Thì con cũng nói thật với cô chú anh chị luôn. Vợ chồng mà chồng 84, vợ 80 thì phải ít nhiều, có 50, hơn 50 năm như nhau thôi. Mà cảnh mà ông mắc mà bà nằm chỗ như vậy thì rất là xót xa của chú anh chị. Nhưng mà con nói chú thế này nè, con cũng này là ý kiến của con ha, còn gia đình thì ấy thì mọi người hãy cố gắng mà những cái lúc xúc động né để cho bà thấy. Tại vì con nói thật, bây giờ người mắc cũng đã mắc rồi, mình biết rằng đó là cái chuyện gia đình đó, đau thương thì tới đó không ai tránh được những giọt nước mắt đâu. Nhưng mà mình có khóc hay thế nào thì mình né ra tí xíu. Nói với mấy cô đừng để cho bà thấy thì bà xúc động, ghi lại là căn bệnh của bà bây giờ bệnh tim á là rất là nguy hiểm, có thể chỉ cần những xúc động lớn còn mạnh tí là không ai lường trước được những cái chuyện gì hết đó. Thì chú Thắng ơi, ủa ba chú Thắng không hả? Dạ chú Thắng cho con hỏi là cái căn nhà này là của mình là cắt không phải sao chú? Là nhà nước cho. À đây cả nhà, nhà nhìn thấy chữ Việt Tinh Băng Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tặng nha. Thì đây là cái nhà gọi là cái nhà tình thương luôn hả chú? Dạ đúng rồi. Thì ông bà có như có đông con không chú? Một năm người mà mất hai người là thằng bốn ha, mình lớn mất. Mà là ông bà ở đây là ở đây chứ chú hả chú? Đúng rồi, còn những ba đứa con gái nữa chồng. Thì những người con anh gái thì có chồng tách nhau ở xa chứ mà cũng đi làm ăn xa, ở đây mà cũng đi làm ăn xa. Cũng đi lên đường trên làm ha. Dạ. Làm mướn làm hồ rồi. Rồi hồi nãy con thấy là có một cái cô kia chia sẻ là cái tay chú bị sao vậy chú Thắng? Tay bị làm đi làm hồ á. Dạ. Đục trướng đó ba. Dạ. Cái máy đục nó. Cái máy cắt gỗ ha. Đây cũng đúng vậy. Đây luôn đây. Đây. Cái bàn tay của chú như thế này đây, nó mổ là từ một cái đường đây lên tới đây. Nhưng mà bây giờ chú có ngoe ngoẩy được không chú? Giờ nó đang hồi phục vì tái khám nó đang hồi phục. Nhưng mà đau không chú? Có nghĩa hiện bây giờ đau mà nó tê. Nó tê hả? Nó có cảm giác. Tại vì có nghĩa là máu sẽ không lên đều. Cái nghi đầu nó đầy máu đây nè, đầy thịt này lại là nó mới có cảm giác. À, là bây giờ có nghĩa là bóp cái này đâu có nghe đau gì đâu, không nghe đau, chỉ tê vậy thôi ha. Ừ. Nhưng mà có nghĩa là khi chú mổ cái này xong về là bác sĩ có hướng dẫn chú cái cách mà để vật lý trị liệu không? Có không? Tại vì chú mua cái trái banh tựa như cái banh lông mình để đánh á, mà nhưng mà cái loại nó là vật lý trị liệu nó sẽ mềm, chú sẽ bóp ra bóp vô từ sáng tới chiều chú cứ bóp cái này nè, nó nhạy cảm tí của chú chị, bóp nhưng mà bóp trái banh nha, không bóp gì bậy thôi, đừng suy nghĩ bậy, ai suy nghĩ bậy tội chết rồi. Không, con thì có một cái là nhiều khi con trong cái vấn đề con nó hơi bị hài hước tí xíu để cho cô chú anh chị đỡ căng thẳng. Thì chú ơi, bây giờ cháu là cũng từ chú Phước Thiện và chú cho gia đình mình có nhờ chú Phước Thiện đúng không, để xuống. Thì bây giờ hôm nay cháu và Thanh Hồng xuống trước
thì đến để có thể hỗ trợ gia đình được cái gì thì hỗ trợ. Thì lúc đầu á thì anh Thanh Hồng thấy không, trên đó mình chỉ nghe là ông cụ mắc thôi chứ không có nghe cái vụ bà cụ mà xíu. Là thấy bà cụ còn bệnh nặng hơn, tính là nãy cái cô kia kể đi trước đó ông đúng rồi. Thì một còn cảnh gia đình, hai già thì cả nhà biết rồi, như ngàn cân treo sợi tóc thôi. Nên nó là nhiều khi là không đau yếu bệnh hoạn thì còn đỡ, còn là đau yếu bệnh hoạn thì bao nhiêu cho đủ tiền bạc bệnh viện mình mà ông đùm được phước hết. Thì bây giờ con xuống trước thì chút xíu sẽ là chú Phước Thiện sẽ chở lão quan nè, rồi đồ tẩm liệm rau củ quả thì chở xuống sau ha, chắc cũng thời gian cũng gần tới rồi. Thì đến với gia đình thì nhà cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành cùng nhà. Thì hôm nay là quỷ của nhà là hết rồi cô chú anh chị, không còn quỷ nữa, nói chung là quỷ cũng hết mà ma cũng hết luôn. Nhưng mà thì hôm nay thì con sẽ xuống đây con trích từ cái tiền của con cá nhân con hỗ trợ cho gia đình được một chút nào đó gọi là cái tình yêu thương. Thì trên cái video hôm nay á, thì sau video này mong cô chú anh chị phát tâm có thể giúp đỡ đến cái hoàn cảnh gia đình của chú Thắng. Thì ba thì cũng mới mất xong, mẹ thì cũng đang nằm bệnh rất là nặng, chú thì tay chân thì lại bị tai nạn lao động. Thì thật sự cô chú anh chị luôn căn nhà thì được nhà nước cho, chút xíu nhà sẽ quay căn nhà cho cô chú anh chị. Thì con sẽ trích một cái quỹ trước và 2 triệu con gửi cho gia đình chú nha. Thì để nói chung là để hỗ trợ cho chú, để có thể làm tạm thời là nó số tiền này không có lớn nhưng mà nó nhỏ thì cũng không nhỏ, để cố gắng hỗ trợ giúp cho chú vấn đề này nọ thì gia đình để xử lý được trước mắt ha. Đây anh Hồng cầm tay với em trao cho lấy hên đó cô chú anh chị. Anh Hồng cũng nói là mạnh thường quân của ổng là lúc này hết quan tâm tới ổng rồi, nên nhà trao đây ra 4 tờ 500 nha, con gửi chú nha. Đây là tấm lòng của anh em tụi con đến này gửi gắm gia đình. Dạ con là kênh TV, là kênh YouTube đó là Nhàn Cục TV, còn ở đây là Thanh Hồng TV. Dạ cũng có lời cảm ơn chú. Dạ nhàn tên Nhàn mà đời không Nhàn á, Nhàn TV. Dạ Thanh Hồng TV. Dạ với lại là chú Phước Thiện, chú Phước Thiện là con gia đình cũng có chân thành cảm ơn rồi giúp số tiền đến lâu sự cho gia đình. Dạ thì một lời là chúc mọi sức khỏe là các anh YouTube. Dạ. Các mạnh thường quân là được nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Hai em xuống trước chắc khoảng 1 tiếng nữa. Một tiếng đó là anh Phước Thiện với chị anh chị. Bây giờ như thế này ha, là cái đoạn cái đường này mà qua được, bên cái lộ lớn bên đó được hả? Được lộ lớn đó, chạy thẳng cái xe đó. Xe chạy vô được không? Được. Dạ thì chú hồi chút trước chú xuống đây á, thì chú Phước Thiện có nhờ là một cái chú ở trưởng ấp lại chia sẻ, thì có chú trưởng ấp ở đây không chú? Dạ chú có thể mời chú trưởng ấp vô một con không? À đây hả, trời ơi ngồi đẹp trai quá, nãy không biết ai luôn, không biết chú trưởng ấp đâu. Dạ con mời chú. Dạ, đẹp trai lắm cô chú anh chị, này là bữa nào có việc nhà gã tôi luôn nước ngoài luôn. Dạ cho con hỏi chú tên gì ạ? À? Tên là Lâm Thiện Hùng. Dạ chú Hùng năm nay nhiêu tuổi chú Hùng? Năm nay 54 tuổi. 51 tuổi còn đẹp trai lắm chú, nhìn trẻ đẹp ngàn luôn đó, nó hoàn thành luôn. Thì chú Hùng ơi, thường á là chú cháu con với chú Thiện mà xuống làm á thì đi tới hoàn cảnh nào thì sẽ nhờ địa phương xác nhận. Thì chú có thể chia sẻ với con một chút xíu về vấn đề hoàn cảnh gia đình của ông với bà không chú? Được. Dạ. Thì trước đây là ở đây thì chính quyền địa phương. Dạ. Là gia đình của chú Hận này á. Dạ. Là gia đình hộ nghèo. Dạ. Vì luôn ông bà bệnh rất là khó khăn, cho nên từ đó ở địa phương. Dạ. Cũng vận động rồi cũng có cho gạo rồi cho mì. Dạ. Từ khi mà anh Thắng ông đi làm mà cái tay ổng bị đứt á, yeah. Thì chính quyền địa phương này cũng có quan tâm, yeah. Rồi cũng xin tiền rồi cho gạo với ảnh là hàng tháng luôn hả chú? Rồi cho hồi cái lúc mà ảnh đi làm không được nè, yeah. Lúc này thì cũng như là ở ủy ban xã cũng có để hỗ trợ cho gia đình về cái hộ nghèo á, yeah. Thì sáng này thì khi hai ông cụ mất á thì cũng có hỏi coi có xin được ở cái áo quan gì chưa, thì ở gia đình cũng báo là xin ở nhà chú có thiện rồi, yeah. Cho nên từ đó chính quyền địa phương sáng đều cũng vận động bà con cho được 60 kg gạo, yeah. Sáng cũng đem lại cho trao của gia đình rồi, yeah. Bây giờ cũng nhờ là các cái nhà mạnh thường quân, yeah. Các cái lòng hảo tâm, yeah. Giúp đỡ cho gia đình của chú Phận, yeah. Tại vì hiện bây giờ là ông bà già đúng ra là khi mà đi về nói lo lui là lo lui cho bà, yeah. Đi với bệnh viện nên về là tưởng là bà mất trước luôn, nhưng mà thật sự tới bây giờ nghe điện là nói là ổng mất chứ không phải bà mất, yeah. Cho nên từ gia đình rất là khổ, yeah. Cho nên đại diện chính quyền địa phương cũng nhờ các cái nhà hảo tâm về tấm lòng từ thiện để giúp đỡ cho nhà của anh Thắng này để vượt qua cái nỗi mất mát của gia đình, yeah. Sau cùng chúc
cho cái nhà hảo tâm và chú Phước Thiện được mạnh khỏe và ủng hộ cho bà con còn khó khăn hơn ở địa phương này. Dạ. Em xin hát. Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều. Thì cô chú anh chị thường á là nói thật luôn, nếu mà đến với địa phương á mà để giúp cho một hoàn cảnh á, mà được những cái người cán bộ của địa phương mà chia sẻ như thế này thì cả nhà nghĩ là thật sự là đúng chính xác 100% rồi. Nên đó là tại sao con cũng hơi làm phiền cái vấn đề đó. Chứ đúng ra tụi con giúp á thì tụi con giúp bằng cái tâm, tụi con không cần gì hết. Nhưng mà có nhiều cái bình luận và những cái người á họ bình luận trái chiều, họ nói tụi con làm không đúng sự thật, hoàn cảnh này không nên giúp, hoàn cảnh thì không nên giúp. Nên thì con sẽ mượn một cái người đại diện cho địa phương đó là lại chia sẻ. Thì trước đó thì con cũng xin chúc sức khỏe chú, dồi dào sức khỏe. Tại vì nhìn chú rất là lương thiện nha. Nói thật của chú anh chị mặt rất là lên cái nhà có tấm lòng hậu tâm. Dạ con là tên Nhàn. Dạ con là tên Nhàn, còn đây là anh Thanh Hồng. Thì chú về chú bấm vô kênh YouTube á là chú thấy Nhàn Cục TV và Thanh Hồng TV là chuyên đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở trong. Hồi trước tụi con làm tỉnh trên nhưng mà cuối năm nay là con quyết định dồn hết về tỉnh Cà Mau mình. Tại vì tỉnh Cà Mau mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm chú. Thì như thế này cho con hỏi một cái nữa ha, là có nghĩa là cái gia đình của chú Thắng này hồi trước giờ là sống ở đây cũng bao lâu rồi chú ha? Hôm nay cũng từ khi ở bên cái nước chuyển về cũng 20 mấy năm. Dạ 20 mấy năm nay ha. Giờ về đây cũng như là vô hộ nghèo tới giờ luôn là không thoát được. Dạ. Rồi thì cô chú anh chị, thì trên video hôm nay thì Nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đồng hành đồng Nhàn trong những chuyến thiện nguyện và đồng hành cùng Thanh Hồng trong những chuyến thiện nguyện. Thì mong cô chú anh chị có xem được video giúp cho Thanh Nhàn, hỗ cho Nhàn Cục TV một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Và kênh Thanh Hồng TV cũng vậy, cũng được like, được đăng ký, được chia sẻ. Anh Thanh Hồng có chia sẻ gì với chú chị bên Mạnh Quân không? Cảm ơn toàn thể của chú vị đã quan tâm tới hai cái kênh của anh em mình. Dạ. Thì gạt dưới lên, gạt dưới áo lên. Thì như thế này, tại vì nói thật với cô chú anh chị luôn, làm thiện nguyện đó, thì phải có cái quỹ từ Mạnh Thường Quân. Chứ không thể nào, không có những cái quỹ đó thì anh em không thể nào đến hỗ trợ gia đình được. Thì mong cả nhà có thể ủng hộ cho kênh Thanh Hồng có một cái quỹ để đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và cũng Nhàn cũng vậy. Thì đó những... là có dạ. Quỹ giờ hết trơn. Hết trơn luôn ha. Dạ thì con ca chân thành là chia buồn trước là chia buồn cùng gia đình chú Thắng nha. Và sau là cảm ơn chú Hùng quá không ạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Và xin chào cả nhà nha.